hai con có biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không nào? Không. Vậy là chú Cụi ôm cây đa bay vút lên mặt trăng. Vậy là chú Cụi ở trên đó hả mẹ? Cái bay kìa, không biết nó bay đi đâu vậy ta? Nó bay lên cung trăng gặp chú Cụi đó. Ước gì mình được ngồi trên đó ha. Em lên gặp chú Cụi, còn anh lên gặp chị Hàng đẹp gái. Wow! Chào mừng quý khách tới chuyến bay lên cung trăng. Đó là đêm trung thu đáng nhớ nhất tuổi thơ tôi, và ba mẹ là người đã cho tôi tuổi thơ tươi đẹp ấy.